Sáng ngày 13 tháng 2, lực lượng đội 4 thuộc phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an đang phối hợp với ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Cam lộ - La Sơn, đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin ban đầu, khuya ngày 12 tháng 2, trên tuyến cao tốc Cam lộ - La Sơn, xe tải chở kính cường lực lưu thông hướng Bắc Nam, khi đến km 63 cộng 800 thì tông trực diện vào xe khách giường nằm chở theo hơn 10 hành khách lưu thông hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến phần đầu hai xe biến dạng, kính chắn gió vỡ nát. Tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, hành khách trên xe giường nằm hoảng loạn. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc đội 4 phối hợp với ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, công an thị xã Hương Trà nhanh chóng có mặt tổ chức cứu hộ cứu nạn. Sau hơn 1 giờ, tài xế ô tô tải được đưa ra khỏi cabin trong tình trạng bị gãy chân, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Cũng trong khuya ngày 12 tháng 2, trạm cảnh sát giao thông Ngọc Hồi thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Kon Tum đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong. Theo đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, tài xế Trương Thanh Tuấn, 42 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, điều khiển xe tải khi đến đoạn qua xã Đắc Bét, huyện Đắc Ly, tỉnh Kon Tum, thì bất ngờ xe bị lật nghiêng ra giữa đường. Chiếc xe ô tô lưu thông chiều ngược lại, trên xe đang chở 4 người trong một gia đình. Vụ tai nạn làm 2 người ngồi ghế trước trên xe ô tô tử vong tại chỗ, 2 người ngồi phía sau bị thương nhẹ.